anh em đi tìm kiệu này, lên đôi đấy thầy nghe đôi kiệu hoạt đấy này, anh em chuẩn bị vào để đánh này. Con đường để khi đánh kiệu rất là treo leo. Con thẻ phải không?
camera ngoài. Kết quả đã xong mọi người nhé. À, xong nhé. Hàng sống này. Quá đẹp. Anh nào thấy hay thì like nhá. Video hay thì like nhá. Rồi quan trọng nhất là đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của anh em nhá. Chân đi bụt luôn này. Thôi chào tạm biệt mọi người nhá.